Thưa quý vị, mặc dù thành phố Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu cả nước về giá trị tuyệt đối ở nhiều chỉ tiêu, nhưng quy mô và kết quả hoạt động của lực lượng doanh nghiệp nói riêng, các kết quả kinh tế nói chung của thành phố đang đi xuống một cách tương đối so với bình quân chung của cả nước. Điều này được các chuyên gia nhấn mạnh tại Diễn đàn Năng lực Cạnh tranh Doanh nghiệp cấp tỉnh năm 2024 diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng. Về giá trị tuyệt đối, năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 274.000 doanh nghiệp đang hoạt động, gấp gần 1,5 lần địa phương xếp thứ hai là Hà Nội. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 222.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với bình quân cả nước. Tuy nhiên, xét tương đối qua từng thời kỳ, tỷ trọng số doanh nghiệp và lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh so với cả nước giảm dần từ năm 2010 đến nay, một số địa phương có sự bứt tốc đuổi kịp thành phố Hồ Chí Minh. Các cái mối liên kết giữa thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh nó càng thuận lợi, vành đai 3 xong, vành đai 4 xong, đúng không? Rồi một loạt cả cao tốc xong thì chẳng còn lý do gì nữa thành phố các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh phải đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Họ chỉ mất 5-10 phút, đúng không? Nửa tiếng đồng hồ họ đã ra được đến các nhà máy của họ tại Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhưng mà điều đó nó không có nghĩa rằng là năng lực của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh kém đi, mà nó chỉ là năng lực của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh thì nó giảm đi thôi. Cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang độc lập khai thác thị trường, chiếm lĩnh thị trường, bảo vệ thị trường, nhưng mà chưa có một cái sự kết nối để cùng một nhóm bảo vệ và phát triển thị trường đấy. Cùng với xu hướng chậm lại của năng lực cạnh tranh nội tại, thì so với các đô thị trung tâm trong khu vực, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thành phố, nhất là các doanh nghiệp dẫn đầu còn khá khiêm tốn, khoảng cách sau nhiều năm vẫn chưa thể thu hẹp. Về môi trường kinh doanh, cái hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của chúng ta thuộc nhóm dẫn đầu của Việt Nam, nhưng mà so với kỳ vọng, so với phát triển của lực lượng doanh nghiệp, đặc biệt là đặt trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế, cạnh tranh khu vực ấy, thì nó còn một khoảng cách rất là xa. Tạo cái môi trường kinh doanh đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp của thành phố, rồi thì vấn đề hoàn thiện tiếp tục những cái nền tảng làm sao tạo ra được một cái hệ sinh thái không phải chỉ sản xuất mà là cả dịch vụ. Và trong đó có một câu chuyện, đó là cụm liên kết ngành. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết, thành phố đang điều chỉnh quy hoạch về kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực xây dựng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Đồng thời, thành phố cũng đang tiếp tục rà soát, đánh giá về các ngành công nghiệp, dịch vụ chủ lực và định hướng phát triển các trung tâm dịch vụ lớn của cả nước. Thành phố đã quyết định thành lập cái trung tâm chuyển đổi số thành phố trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố để góp phần cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Hồ Chí Minh của chúng ta bắt kịp với xu hướng hiện nay. Và thành phố cũng chuẩn bị khánh thành và đưa vào một cái trung tâm, đó là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của thành phố. Đó là những cái việc hết sức là lớn và cụ thể để thành phố có một cái bước đi mạnh mẽ hơn trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn sắp tới. Vai trò của chính quyền thành phố trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội là hết sức quan trọng. Nhưng vai trò then chốt hơn vẫn là lực lượng doanh nghiệp, cần chung tay tạo dựng các thiết chế hợp tác để củng cố khả năng cạnh tranh của mình.